Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa lập trình siêu cộng của lập trình không khó. 1 phút giới thiệu dành cho bạn nào chưa biết khóa lập trình siêu cộng này và các bạn chưa biết học đâu bắt đầu từ đâu thì các bạn có thể lên website của mình và bất kỳ một bài viết nào đó. Đó, các bạn vào bất kỳ một bài viết nào trên web và các bạn nhìn sang bên phải, các bạn sẽ thấy cái mục đừng bỏ lỡ và các bạn click vào cái khóa lập trình siêu cộng này. Thì khi đó các bạn sẽ được câu gì được chuyển tới một cái trang playlist, thì đây là danh sách các bài học của khóa học. Thì hiện tại là chúng ta đã trải qua 20 bài học và hôm nay mình sẽ cùng các bạn bước sang cái bài học số 21 và mình sẽ làm khoảng 2 ví dụ để giúp các bạn hình dung rõ hơn về hàm và cách sử dụng hàm ở trong ngôn ngữ siêu cộng. Đó. Ngoài việc là mình khuyến khích các bạn tự thực hành thì mình cũng sẽ lấy thêm một số ví dụ. Và ở những cái chương tiếp theo, những cái bài học tiếp theo thì mình sẽ dùng hàm để hướng dẫn các bạn. Thế nên các bạn đảm bảo, yên tâm là các bạn sẽ không có cái vấn đề gì hết. Trước lạ sau quen và các bạn thực hành nhiều thì các bạn sẽ nắm được cái kiến thức của và lưu nó vào trong cái bộ não của mình. Rồi, ok, không dài dòng thì chúng ta sẽ vào cái bài tập thực hành hàm luôn nhé. Đây, thì ở đây chúng ta có mặt chương 4 này, có mấy bài tập về hàm này. Thì mình sẽ làm bài tập 115 này nhé. Viết chương trình in ra, nhập vào họ tên, điểm toán, điểm văn của một học sinh, tính điểm trung bình, xuất được kết quả. Đó. Thì bây giờ mình sẽ làm nhé. Thì hôm nay là bài học số 21. Rồi, chúng ta sẽ mở ví dụ code lên, ấn vào cái icon này để code lab, tức là đóng tất cả những tab lại. Rồi, mình sẽ tạo thư mục đi. Nhìn nó hơi nhiều. Trong quá trình học, nếu mà các bạn gặp cái khó khăn gì hoặc là các bạn muốn chia sẻ cái gì đó hay là bất cứ cái gì liên quan lập trình thì các bạn có lên cái group Facebook của nhóm. Thì tất cả cái thông tin của liên hệ các thứ thì mình đều để, mọi thông tin mình đều để cái phần mô tả ở dưới video. Thì các bạn có thể lên đấy để lấy thông tin, đọc cái phần mô tả. Rồi, thì chúng ta có chương trình nhập họ tên, điểm toán, điểm văn của học sinh đúng không? Thì như vậy là, như hôm trước mình có nói ấy, thì cái hàm main chúng ta thường làm cái công việc nhập xuất đơn giản. Nhưng ở đây thì mình nên nhập họ tên, điểm toán, điểm văn. Thì nó không có quá gì phức tạp cả, cho nên chúng ta nhập vào trong hàm main nhé. Thì họ tên thì chúng ta là biến là gì nhỉ? Thì mình sẽ dùng kiểu trinh luôn nhé, của siêu cộng luôn. Trinh, name. Rồi, điểm toán các bạn. Điểm là số thực đúng không? Toán, điểm toán mình viết tắt đi tên. Thế đấy, viết họ tên đi. Việt là Việt mẫu, Anh là Anh, có lẫn lộn, có dài mình không ngại, tí nữa nó sắc nét. Rồi, điểm văn, rồi, và tính điểm trung bình đúng không? Rồi, ok, thì các bạn đầu tiên chúng ta nhập họ tên cho mình. Thì để nhập họ tên ấy, thì chúng ta cl nhập họ tên, hay chấm cin họ tên. Rồi, tiếp tục nó nhập điểm toán đúng không? Nhưng riêng điểm toán, điểm văn ấy, thì nó có một cái đặc điểm là nó phải là số thực và là số dương. Đó. Thì chúng ta cho vào do while. Bạn nào chưa học về do while, chúng ta quay lại bài học trước nhé. Trước có bạn hỏi mình, bạn hỏi là cho cái điều kiện nhập xuất cho do while làm gì? Mình cũng chưa kịp trả lời bạn. Nhưng mà chắc các bạn không theo dõi học từ đó. Rồi. Rồi. Thì khi nào chúng ta bắt nhập lại, khi mà cái điểm toán này nó nhỏ hơn không, học tốt điều anh có thể bằng không, nên là nhỏ hơn không thì nó bắt nhập lại thôi. Và còn gì nữa các bạn, điểm thì không thể hơn được 10 đúng không, hoặc điểm toán lớn hơn 10. Thì đây là cái điều kiện hoặc nhé các bạn nhé, tức là hoặc, cái hoặc này tức là một trong hai thằng đúng thì cái điều kiện sẽ đúng. Đó. Tức là
nếu mà cái điểm toán chẳng may nó nhỏ hơn không hoặc là điểm toán người lại nhập lớn hơn 10 thì khi đó cái điều kiện này đúng, mà điều kiện này đúng này cái vòng lặp này nó bị nó phải lặp lại, tức là khi người ta hiểu nôm na là người ta nhập sai thì bắt nhập lại. Điều tương tự với điểm văn thì chúng ta copy nhé, còn chỗ C còn chỗ B các bạn còn control với à đâu đúng rồi còn control với tab để nó show gợi ý nhé, copy paste rồi chúng ta nhập xong điểm toán điểm văn rồi thì chúng ta viết một cái hàm để tính điểm trung bình nhé. Hàm tính điểm trung bình nó là trung bình của hai số thực thì kết quả nó phải là số thực đúng không, tính điểm trung bình đó. Thì ở đây chúng ta có hai cái điểm toán điểm văn đúng không, tham số đầu vào là điểm toán và điểm văn. Đây kiểu như là input đầu vào ấy, bạn sai của ông nhân viên máy tính điểm trung bình của thằng học sinh nhiều ra thì ông nhân viên đó phải nhận được hai cái điểm toán điểm văn của thằng sinh viên đấy thì ông mới tính được đúng không. Thằng return điểm trung bình là gì, là tổng hai cái này chia hai đúng không. Vì điểm toán điểm văn là float rồi cho nên chúng ta không cần ép kiểu phép toán này giống như bài trước. Rồi chúng ta return luôn cái giá trị này nhé. Rồi tính điểm trung bình và xuất ra kết quả. Thì chúng ta xuất ra kết quả là gì, chúng ta vừa nhập tên thì chúng ta phải nên in ra tên ở đây gọi là tận dụng cái thông tin. Rồi điểm trung bình của bạn họ tên là tính điểm trung bình luôn thì nó yêu cầu này điểm toán này các bạn này và điểm văn. Như vậy là chúng ta viết cái này rất đơn giản đấy. Thì cái hàm này hôm trước thì mình có giới thiệu là chúng ta viết ở sau hàm main, nhưng mà các bạn có thể viết trước hàm main như này thì các bạn không cần khai báo. Trong nhiều bạn viết sau hàm main thì bạn cần khai báo cái tên hàm đây, thì bạn cần khai báo cái này này, bạn copy cái này bạn vứt lên trước hàm main để hàm main nó biết là à đằng sau nó có cái thằng này để nó thực hiện đó. Chương trình của chúng ta thực hiện từ hàm main nhé, nhưng mà nó sẽ chạy lần lượt từ trên dưới đến hàm main để bắt đầu chạy các lệnh thôi. Tức là nếu bạn không có khai báo này, nó duyệt hàm main đến đây, nó gọi hàm tính điểm trung bình nhưng nó chưa hề gặp điểm trung bình trước đó đấy. Đấy, nếu chúng ta biết đằng sau ấy thì chúng ta phải khai báo, chúng ta biết đằng trước thì chúng ta không cần khai báo. Thì đấy là tùy chúng ta, mỗi người một phong cách viết riêng, thì đấy mình không có cái nào là hơn cái nào cả. Rồi chúng ta vào cái ngày học hôm nay đây 21 rồi cộng cộng chúng ta mới có một file cái tab này là được không. Rồi có tên là toán 9 bằng 10 đó, thì là 9,5. Chữ của bị sao nhỉ, à mình biết không có dấu. Rồi thì như vậy là kết quả đúng rồi đó. Thì ở cái bài này ấy, thì mình sẽ có lưu ý cho các bạn này đấy. Thì cái hàm này này, một hàm chỉ nên thực hiện một chức năng duy nhất, thì đấy là cái tính này. Hàm này thực hiện một chức năng duy nhất là tính điểm trung bình. Mặc dù cái tính điểm trung bình các bạn nhìn thấy cũng một dòng thôi, nhưng mà sau này các bạn viết những cái chức năng khác nhé, nó phức tạp một chút, thì một hàm chỉ nên thực hiện một chức năng thôi. Đó. Không nên làm nhiều chức năng nhé. Một hàm là một chức năng. Đấy là cái tính tối ưu của việc chúng ta sử dụng hàm, nó dễ bảo trì và sửa code. Đấy. Và việc nhập xuất và in kết quả, nhập và xuất ấy, thì nó, trong trường hợp này rất là đơn giản. Cho nên mình để trong hàm main. Không có gì phức tạp đúng không các bạn? Thậm chí là cái việc gọi hàm để tính toán chỉ một lần. Thì cái việc ưu điểm dùng hàm nó là gì? Đấy, ví dụ bạn muốn tính điểm trung bình của 10 thằng thì bạn chỉ việc gọi 10 lần cái hàm tính điểm trung bình thôi, thay vì viết cái công thức tính như ra. Ví dụ trong nhiều công thức tính bị sai đúng không, thì bạn chỉ việc vào cái hàm này sửa công thức tính thôi. Đấy, thay vì bạn im bạn cài đặt 10 công thức này ra ngoài mà sai thì bạn muốn nhanh nhất thì bạn phải replace đúng không, hoặc không trong trường hợp khó khăn replace thì bạn phải ngồi sửa từ ra ngoài.
đấy là cái nhược điểm. Thì đấy đúng là một cái mẹo dành cho các bạn nào mà code trên video thì code là nếu như thì các bạn code nó xấu, nó không theo dòng theo lối, không theo dòng theo lối thì bạn dùng tổ phím alt shift f thì nó sẽ làm đẹp lại code cho chúng ta. Chúng ta sang ví dụ thứ hai nhé. Rồi mình sẽ làm là liệt kê các số chính phương nhỏ hơn n đi. Hôm trước chúng ta làm số nguyên tố rồi. Để làm liệt kê các số chính phương nhỏ n ấy, thì đầu tiên bạn phải biết mà làm là kiểm tra một số có phải số chính phương hay không. Đó. Sau đó thì chúng ta chặn từ 1 đến n và kiểm tra từng số. Số nào là số chính phương thì in ra đâu. Đơn giản đúng không? Có hai công việc. Đầu tiên là kiểm tra số chính phương. Kiểm tra một số đó. Phải làm được một số đã rồi mới làm được một loạt các số. Thì để kiểm tra, thường thường các hàm mà kiểm tra thì nó chỉ cần dùng kiểu thôi, tức là đúng hoặc sai, đã kiểm tra thì chỉ có đúng hoặc sai. Đó. Kiểm tra số chính phương. Rồi, số chính phương là một số nguyên. Đó. Thì cái input là một số n và trả về là chu hoặc phô. Chu tức là số chính phương mà phô là không phải số chính phương. Thì định nghĩa lại một chút số chính phương cho bạn nào. Số chính phương là số có cái giá trị căn bậc 2 là một số chẵn. Đó. Rồi, thì mà đã đồng đến căn bậc 2 ấy, thì các bạn cần phải dùng một cái thư viện là thư viện math.h. Thư viện toán học ở trong ngôn ngữ C và C++. Rồi, thì làm sao để kiểm tra một số về số chính phương hay không? Thì đơn giản thôi, theo đúng lý thuyết số chính phương là số căn bậc 2 là một số chẵn đó. Return sqrt của n, các bạn nhìn hàm sqrt n nhé, nó trả về kiểu double đúng không? Nó n bằng gì các bạn? Bằng gì nhỉ? Căn của 4 bằng 2 đúng không? Bây giờ chúng ta làm là biết căn của 4 bằng 2 này, căn của 5 thì lớn hơn 2 một xíu. Đó. Căn của 8 là 2 căn 2. Đó. Thì làm nào chúng biết nó là số chẵn hay không? Thì đơn giản thôi. Chúng ta lấy kết quả của SVN trong F kiểu. Thì có thể là mình chưa nhắc đến phần F kiểu này. Tức là nếu mình để một cái mở hoặc đóng hoặc in ở trước. À, mình đã hướng dẫn các bạn F kiểu vào đốt rồi. Nhưng mình chưa F kiểu in bao giờ. Thì nếu để cái int ở đằng trước một cái số thực thì sẽ cho chúng ta cái phần nguyên của số đấy. Đó. Thế tức là nếu sqrtn nó trả về double nhé các bạn nhé. Đó, nó trả về double. Double là số thực. Đó. Nếu f kiểu một cái số double, f kiểu int của một số double thì nó được cái phần nguyên của nó thôi. Mà nếu phần nguyên của nó mà lại bằng cái giá trị đấy thì tức là số đấy là một số chẵn đúng không? À một số tức là không phải chẵn mà là nó không phân tập phân. Đó. Thì các bạn thấy ở đây code này phải tính sqrt hai lần mà việc tính sqrt là phức tạp. Thế cho nên để tối ưu thì chúng ta nên double là quy bằng sqrt n. Thì đây thay vì chúng ta biết sqrt n thì chúng ta chỉ biết là cả quy thôi. Thì rõ ràng chúng ta chỉ tính sqrt một lần và tìm kết quả. Đó. Cái bằng bằng này là một cái toán tử so sánh nhé. So sánh thì sẽ trả về chu hoặc phô. Đó. Thì nó tương đương với việc các bạn biết là if return chu return phô. Thực ra các bạn cần eo đó đúng không? Nhưng mà một khi hàm ấy, hàm con ấy hay hàm cha hàm main ấy mà gặp lệnh return dù có giá trị hay không có giá trị trả về thì nó sẽ thoát khỏi cái hàm đấy các bạn ạ.
Đó là lý do tại sao hàm con ấy, khi con lập gặp lệnh return ở trên này này nhé, dòng 13, thì chúng ta không cần eo nữa. Vì nếu nó gặp return thì nó sẽ thoát, mà nếu nó không gặp thì nó không nhảy vào đây, thì kiểu gì chúng ta có eo hay không thì nó cũng sẽ nhảy vào đây. Đó, cái điều này không cần thiết. Và một cái lý do đặc biệt nữa, cái lệnh return trong hàm main sẽ thoát trên kịch luôn, vì hàm main là hàm chính. Nó thoát khỏi hàm main thì không còn cái hàm nào chạy nữa, còn thoát khỏi hàm con thì hàm main vẫn chạy, có thể hàm main vẫn chạy. Đó, đấy là cái hay. Rồi thì các bạn có thể viết viết mình sẽ viết như này để các bạn thấy đẹp, và chúng ta dùng HTTP để nó code nó sạch đẹp. Và mình dùng control với làm chuột giữa để tăng kích cỡ nhé, quên mất tăng kích cỡ, các bạn nhìn để mỏi mắt. Rồi thì bây giờ chúng ta viết một hàm là liệt kê. Một cái hàm liệt kê ấy thì các bạn cần trả về giá trị gì cho hàm mình, không cần trả về gì hết thì nó đã liệt kê là chúng ta chỉ in ra thôi. Thế chúng ta sẽ dùng kiểu không kiểu không return giá trị gì hết, liệt kê. Và điều kiện liệt kê là gì, các số nhỏ hơn n. Đó, thế chúng ta chuyển vào n vào đây, và các bạn cho mình biết số chính phương nguyên dương nhỏ nhất là số mấy. Nó là số 1. Rồi ok, thì nó sẽ for từ 1 nhé, y nhỏ hơn bằng n các bạn nhé. Rồi đó, thì đấy là cách đơn giản. Rồi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra là nếu mình kiểm tra số chính phương của y bằng bằng chung, thì bằng bằng chung là các bạn có thể đẻ hoặc không nhé. Nếu không đẻ thì nó mặc định nó ngầm hiểu là chung. Đấy, thì chúng ta in ra thôi. Và để in có dấu cách thì các bạn in chẳng hạn stay là một cái dấu tab ra. Đó, thì trong cái hàm main này mình sẽ nhập cái giá trị n mà input người ta cần. Một số chính phương nhỏ n này thì mình muốn n nó là một số lớn hơn 1, do đó mình sẽ cho nó vào quan. Đó, n nhỏ hơn 1, ok. Đó, mình đã là cái CMF làm đẹp hơn này, và sau đó mình gọi hàm gì, gọi hàm liệt kê thôi. Rất là gọn gàng. Chín mười sáu, ok, tất cả đều đúng. Đó, thì đấy là một cách, và đây là một cách phức tạp. Đó, tức là phải kiểm tra 100 số lận, nhưng mình có cách đơn giản hơn thì mình sẽ viết một cái hàm thứ hai, vẫn là liệt kê nhé. Voi liệt kê hai nhé, vẫn là in n thôi. Đó, thì cái ý tưởng số chính phương là nào? Số chính phương là số căn, giá trị căn này là số chẵn. Vậy thì mình sẽ có cách khác ngược lại, thì mình sẽ suy ngược lại, tức là mình sẽ lấy các số chẵn đó, mình nhân hai, mình bình phương nó lên. Đó, thì mình ví dụ số 1 nhé, bình phương thì là chúng ta được 1 đúng không? Vậy 1 là một số chính phương, số 2 bình phương cũng được 4, vậy 4 là một số chính phương. Đó, các bạn hiểu như vậy. Đó, thế là mình kiểu for này, mình không for nó, mình đổi vòng lặp đi, mình qua nhé. Int number bằng khởi đẳng nó là bằng 1 nhé, ok. Thì nó while, while gì, ở đây mình sẽ để while true đi, là vô tận luôn để chúng ta sử dụng cái kiến thức break cho bạn. Rồi rồi chúng ta tạo một biến nhé, một biến nữa ở ngoài này, phải cá quy đi, cá quy bằng number nhân với number. Rồi, điều kiện gì các bạn? Nếu KQ lớn hơn n, tức là nếu bình phương nó lên, ví dụ là 10 nhân 10 bằng 100, 11 nhân 11 lớn hơn 100, mình giả dụ n bằng 100 nhé, cứ cái số này lớn 100 rồi nó không đi ra nữa. Đó, thì nó sử dụng lệnh break nhé,
Còn nếu không thì sao? Nếu không đây thì các bạn có để eo hoặc không để eo nhé, vì nếu nó gặp lại break thì nó cũng sẽ thoát khỏi vòng hàm rồi, nên ở đây thực chất là chúng ta không cần eo, thì mình chỉ việc in ra thôi. See out, number nhân number, number nhân number thì nó đã lưu trong mình kết quả rồi. Đó. Rất là đơn giản đúng không ạ? Thì cái việc này các bạn không cần phải tính căng. Đó. Mà cái việc số lần lặp ấy, các bạn chỉ việc lặp đến các số chính phương, in lặp số nào là in ra được số chính phương của số đấy luôn. Tức là lặp, ví dụ mình còn chỗ tab, còn chỗ cái đấy để mở lại nhé. Đây, ví dụ mình in, nếu mình nhập n là 100 thì mình chỉ nhập, mình chỉ lặp một lần này, số 2 này, số 3, số 4, số 5, số 6, lặp đúng 10 lần là xong cái bài toán. Còn cái kia chúng ta phải lặp 100 lần mà mỗi lần lại kiểm tra số chính phương, số đấy phải số chính phương hay không. Đấy, các bạn thấy đây là ưu điểm được lập trình viên không chỉ biết code mà chúng ta phải tối ưu cái quá trình chúng ta code. Đó là việc tối ưu của mình, tiết kiệm hết được bao nhiêu. Các bạn thấy điều gì xảy ra? Chúng ta đang làm vô tận. Tại vì sao? Tại vì cái biến lặp của chúng ta dừng mãi ở số 1. Đây, in là tên number mà mình quên tăng number lên. Rồi, ok. Thì đấy là cái chương trình chúng ta. Thì các bạn thấy trong cái ví dụ này thì mình sử dụng envoy cho cái trường hợp in kết quả, và cái trường hợp tức là liệt kê ấy, thì nó không cần trả cái kết quả gì hết, thì mình dùng envoy. Và những cái hàm này đều sử dụng tham số đầu vào. Một cái lưu ý nữa là nếu bạn khai báo biến ấy, mà không được rõ cần thiết ấy, thì bạn không nên khai báo biến ở trong vòng lặp nhé. Trừ cái lặp vòng lặp for này thì cái việc khởi tạo ra ban đầu chỉ thực hiện một lần không sao hết, nhưng ví dụ trong trường hợp này ấy, kết quả này mình khai báo ở ngoài, đó là một cái lợi điểm. Chúng ta không phải khai báo lặp đi lặp lại cái biến cái KQ nhiều lần. Mỗi lần lặp chúng ta phải khai báo một lần thì nó không hay. Đó. Và nhân tiện trong cái bài này chúng ta ôn lại break và vòng lặp while luôn. Đấy. Thì các bạn cũng gặp được một cái trường hợp là sử dụng cái while chu này. Và chúng ta nhầm lẫn một cái là chúng ta thực hiện một cái vòng lặp vô tận luôn. Thì lấy một cái lưu ý cho các bạn. Rồi, thì bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Và nếu bạn thấy cái khóa học này hay ho hoặc là có gì đó hữu ích mà bạn muốn chia sẻ thì bạn muốn giúp mình thì bạn có thể chia sẻ cho bạn bè cùng học và giúp đỡ mọi người ở trên forum, trên cái nhóm lập trình, ai đó mà gặp những cái vấn đề tương tự mà nếu bạn biết thì bạn có thể giúp những bạn đấy cùng học, vì một phần mình cũng bận và không có thời gian nên khả năng support nó cũng hạn chế, thì mình mong các bạn có thể giúp đỡ và cùng nhau tạo ra một cộng đồng học tập thật là hiệu quả. Cảm ơn các bạn.